Ủa chị Thị chứ lên chị. Trời ở đây chỉ kiếm chị Thị thôi à. Rồi chút nữa mình đi bên Lăng Thiên đó. Là mình tắm suối Lăng Thiên nha quý vị. Rồi quý vị ơi, thời điểm này là 12:45 mình vừa xuống xe. Lăng Thiên một cõi xa chơi đó. Non cao đảnh thượng thảnh thơ vô cùng đó, hiu hiu gió thổi lạnh lùng. Ở đây xa xa gì thấy có cái mũi tên. Sao quên? Bà bị ấy giò nữa. À, thế bị dốc đá hả? Sao đâu mà 12:54 rồi. Rồi tiếp tục mình đi nha. Chụp hình mấy dù ai nó ngã nó nghiêng lòng tay vẫn giữ như kiền ba chân. Đây, kiền ba chân đây, có ba cái chân. Một chân, hai chân, ba chân nè. Đó, ba cái góc chân này nữa. Ờ, thở. Tòng bá nè, bá tòng nè. Đây. Quá đẹp luôn vậy. Chúng coi hình này coi. Quá đẹp, cây quá, cái dáng quá đẹp luôn. Tôi ơi. 12 tháng 2 năm 2024. Oh, quá đẹp luôn. Đây cái chân phía dưới nè. Cái chân nữa đây. Còn nữa. Đẹp quá. Không ai lên nữa xuống mất thời gian. Đẹp chưa? Quá sức đẹp luôn. Một chôm trên một phân cây mà nó hai đội lá nè, một gốc đi ra. Mà trong sấm giảng thầy nó người tu cội bá tòng, ai ai cũng biết cũng trông cũng nhìn nè. Nó cái gì thấy rõ là gần là có một gốc mà hai phân đó. Đây, đẹp chưa? Rất là đẹp cái gì? Mình đi rẹo 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 đó là mình đi trong liễu trúc á nè, cái liễu trúc nó giống như cây thăng vậy đó. Đây là cát trắng, đây cây nắp ấm rồi, nắp ấm mở ra gì là chung côn trùng nó vào hết rồi, kiếm giờ cho nè, bây giờ nó hút mấy cái nước này nè, côn trùng uống được mà mình uống được, gần đá nè, nè gần đá nè, thấy không? Nguyên một cái vùng đá này trùng trùng điệp điệp luôn nè. Mình bay một vòng cho quý vị xem nè. Mình cơm cái gì vậy? Ổi cái gì vậy? Tròn rất đầy nghỉ mát rồi đó. Bây giờ mình ăn mình cơm với ổi. Mình trở lại khu này coi. Cái gần đá nè. Đây là thuyền Bát Nhã. Ở đây là đầu rồng. Rồi rồi mình xuống đi quý vị ơi. Xuống bớt đi. Không chịu chưa ai cho có vợ rồi, có vợ rồi không chịu ai cho hả con bạn 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 con bạn mặn hả mặn con à, nhìn mặn nè mặn con mặn con nè con pì môi pì hai người hai đứa con
Có mà này mảnh lắm, mảnh lắm. Bà mấy đứa? Mấy đứa? Mình nói cho bạn ta nói biết chút nữa. Bye bye. Bye. Bà già 7 đứa, bà đi núi à, bà đi núi nước chanh. Tạm biệt. Rồi bây giờ mình đi về bây giờ. Ra xe. Nắng gần chết luôn, nó chạy ra đây. Để có khỏe một chút. Để tiền đó nha. Lỡ chú quay chú không nói. Hả? Chú quay chú không nói. Đừng con đi cái túi đẹp lại chút. Trời ơi, cần gì nói, nó quay vậy tấm tự nhiên chứ. Mình nói sửa cho trơn rồi. Đẹp sẵn rồi, cần hỏi sửa có chỉnh gì chứ. Giờ về tô thêm nước sôi rồi, muốn môi son cái là được rồi. Mình khẩu trang lại là được. Khẩu trang khỏi tôi môi. Mấy cái hình đó đưa cho nó coi. Coi coi đẹp trai không? Rồi, mình ra tới xe quý vị. Và ở đây là cái tượng Phật, cái công trình xây cái tượng, cái đế xây tượng Phật là 108 mét quý vị. Đang làm cái móng đó, đang làm cái nền móng ở dưới đó. Rồi thì bây giờ bé mấy giờ bé? 12:30 đúng vậy. Bây giờ mình lên xe tiếp tục là mình đi về Lan Phiên. Này có cho không? Không. Mấy cái tiền mình cho nó, trong cơ là mình cho nó tiền nó mừng đó. Rồi mình đi về lên Lan Phiên quý vị. Đi chào mình đây. Có hai chạy rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ mình đi vô quý vị. Đang quay luôn. Rồi. Đã điểm luôn rồi đấy ơi. Rồi đã quá. Rồi đó tự tử đó là hết giọng bây giờ. Rồi vô nè. Rồi có sông này mạnh nè. Rồi bây giờ là 12:30 vậy. Yếu rồi, yếu xìu rồi. 12:30 rồi đó bây giờ. Có sông này còn mạnh nè. Ủa chị thấy chứ nó anh chị. Đây. Trời ơi, đây chỉ kiếm chị thị thôi à. Ôi, ơi, xe kiếm chị thị không à. Ôi, cứ ngồi ké chị thị. Thôi lây, thấy rồi. Rồi, ok, bây giờ đi. Bây giờ xe tiếp tục lên đường. À, từ cái nơi mà mình đậu xe, mình ăn cơm để mà mình gửi nhà đây, mình đi dội vô chú giao điện với điện quan nghị sử. Thì bây giờ bắt đầu tiếp tục mình đi trở về Lan Phiên quý vị. Rồi có gì ăn nhé, ăn không ạ? Cái bánh này của anh hồi nãy nè. Thì lấy ổi phát cho bà con mình trái hai trái đi quý vị. Rồi chút nữa mình đi bên Lan Thiên đó. Là mình tắm suối Lan Thiên nha quý vị. Mình tắm trong đó rồi là mình ra là mình khô gan à. Không có bị ướt cho nên gì mà quý vị mình cứ gì đi tắm thoải mái. Rồi đi vô đó, đó là mình xách theo ngựa chai nước nha. Vô Lan Thiên á. Lan Thiên.
có rồi. Ông phụ xế ông mới nhắc là lên xe có đủ chưa mà nó ăn không à. Bà gì? À, sao đủ chưa quý vị? Rồi giờ đây tới điểm giếng rồi. Kính mời cô bác mình chuẩn bị xuống xe để chúng ta đi giếng. Mình vừa ăn vừa đi luôn quý vị ơi. Xách nước theo nha. Mở nắp hầm lên mình lấy ngựa chai nước ra quý vị. Ngựa lấy ra chai nước nha. Đi Lăng Thiên hơi xa, không gần đâu nha. Mỗi lần thì có nước tắm được nhưng mà nó có thiếu còn cái kia cũng như là có một lúa mình vậy. Có chỗ mình lội ngay nữa mình đi qua Lăng Thiên thôi. Mà nắng cái này chắc còn ít. Còn đường nhỏ luôn. Bây giờ thời điểm này là 12:45 mình vừa xuống xe. Mấy anh em đang xuống xe. Bây giờ mình xuống xe bắt đầu tiếp tục mình đi vô khu vực giếng Lăng Thiên. Lăng Thiên một cõi xa chơi đó. Non cao đỉnh thượng thảnh thơi vô cùng đó, hiu hiu gió thổi lạnh lùng. Rồi bây giờ tiếp tục. Tiếp tục mình ở theo đồng đi nè. Đây cái mũi tên đi vào nè. Ở đây họ làm cái thùng mà để mà bỏ rác đó, đó cái vỏ xe. Đây, cái vỏ xe ốp lại. Đẹp không? Đây, cái ngõ mình đi vào Lăng Thiên đây. Này cái tùng nè. Đó, bây giờ mình bắt đầu đi vô nha. Ở đây xa xa gì thấy có cái mũi tên. Lúc trước thì người ta chưa có đặt mấy cái bảng này. Có cái đường bên trung tọa thì người ta mới có đặt cái bảng mũi tên. Còn hiện giờ người ta thêm mấy cái bảng bên này nữa. Bên này thì cái đường có đường lối mòn. Có nghĩa là có cái đường theo cắt trắng nè. Mình lội viết rồi. Mấy cái cây á không sống nổi thành một cái con đường mòn luôn. Sao quên? Bà bị ấy giò nữa. À, bị dập đá hả?
Không sao, không sao. Giúp được đánh. Có dầu không? Có dầu không? Không sao, giúp giúp đá là bình thường mà. Chậm chậm lại thôi, chậm chậm dầu thôi. Không sao, cái này nó bị dắp đá thôi, gì đi bình thường thôi. Như dắp cục đá xong rồi nó chặt cái chân. Bình thường. Cái gì? Nó chỉ đang tán nổi à. Được rồi, nó lấy cái tán nổi vậy. Nguy hiểm không? Giờ vậy đi, nguy hiểm không? Không sao, không sao. Dắt đá thôi. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi. Dẫu lên rồi đi tới đây cho cô Linh nó bỏ đi mình chứ tự nó giờ tè không mà. Đấy, đường này thấy dễ đi nè. Dễ đi, nó phẳng lắm, nó phẳng. Rồi. 12:45 quý vị ơi. Giờ mình tiếp tục. Đây. 12:54 rồi. Rồi tiếp tục mình đi nha. Nè, chắc chắn nè quý vị không? Có mình có lối đi riêng nè. Bên này là mấy chị đi bên kia. Tè hết người mà. Đi được bên đây. Tè hết người vô cái tay mà. Cái gì mình vô đây nhìn thấy giống cảnh vật giống như thế giới hoang dã rồi đó. Đó trong đó nó mới nhìn ha. Cái này năng hay gì là cây liễu trúc á. Liễu trúc. Cái này nó tầm mai liễu trúc hữu duyên hoa màu ở đây là cây liễu trúc. Cái này mà tới mùa mới cây nó đẹp. Trời ơi, nặng quá, giờ nhẹ mà là nặng. Cái tùng bá đó chị. Cái tùng đó nó cái này lâu năm lắm đó chị. Ông hai mài, ông ở trển, ông leo lên, ủa ông bảy tích chứ. Mà cái cây này nó có dáng đẹp chị ha. Nè, nó dẹp nè, nó dẹp mà nó quanh quanh. Cô ảnh ẩm con sao nổi. Có ảnh mấy nữa không? Cây này về với mình biết nhiêu tiền nữa ha. Sao cạnh hơi tam giác nữa không? Này là ba kiền mà vẫn chân như ba chân nha. Cây này hàng tỷ vẫn như kiền ba chân nữa không? Cây này hàng tỷ. Mình đứng mình chụp hình mấy người. Dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng tay vẫn giữ như kiền ba chân. Đây, cái kiền ba chân đây, có ba cái chân. Kiền ba chân nữa bạn không? Cái này là chụp hình mỗi năm này hả? Lên đó. Làm kiểu. Đẹp chưa? Ngồi lên đây chỗ. Cái kiểu này đẹp. Đó, không lên này ngồi đây nè. Nè, cái chân ba cái chân nè. Dạ dạ chưa? Không lên thì dễ rồi đó mà ai chụp. Dạ dạ chụp. Một chân, hai chân, ba chân nè. Đó. Ba cái góc chân đi nữa. Thở nó lắc rồi để ngộ con. Bởi vì nó nói là vuốt hoài. Rồi. Bởi vì là vuốt hoài. Có cảnh này chụp nó đẹp lại cây cảnh đằng đó kìa. Không, cái này cũng đẹp mà. Đó đó. Cây này cũng đẹp. Nhớ cây này mỗi lần chú lên chú chắc tay niệm Phật mà chụp coi này nè. Cây kia kìa. Còn nó còn nó. 1 2 3 rồi. Dính này. Dính rồi, dính rồi, dính ảnh. Dính rồi, dính rồi. Dính ảnh rồi. Tại nãy mình cái đẳng kìa. Mình dắp cái cây cái máy nó bị nghiêng, hơi nghiêng chút không sao. Rồi, tiếp tục.
quá đẹp. Rồi tới mình nha. Giống ngày qua hả? Đây nè quý vị, cây này cây tầm bá nè, bá tầm nè. Đây, quá đẹp luôn quý vị. Cô đó bài chúng tôi hình này coi. Quá đẹp, cây quá, cái dáng quá đẹp luôn. Cô ơi, đó bài. Đâu có, cô đi qua rồi mà. Quá trời đẹp. Dây đó nghe bà con. Dây 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 bà con ơi. Rồi, rồi chưa? Rồi xong rồi. Rồi, em lên nghe hen. Rồi nữa. Tô, tô ăn xô. Tô ăn xô. Rồi, đi tiếp. Thuốc cho anh luôn á chọn. Đây. Mập quá chèo không được. Ta nhiếp anh già người ta bực mình rồi đó nghe. Ta chụp lên chụp cho lẹ anh ta đỡ. Rồi. Rồi lên chụp hình xong rồi bây giờ mình qua bên đây, mình đi theo cái đoạn. Bên kia là bây giờ mình tới khu vực Lan Thiên nha quý vị. Giờ là 13 giờ chiều. Đây là khu của Lan Thiên. Đây, mình lội bọc ở đây cho quý vị xem. Đá dần dần luôn. Đó, đoàn mình đi nè, phía sau nè. Đá quá, xích đá luôn. Đi qua là bên này. Sức đẹp luôn. 13 giờ chiều rồi đó quý vị. Bữa nay là ngày thứ hai đoàn mình đi. Và cũng là ngày 12 tháng 2 năm 2024. Giáp Thìn quý vị. Đẹp chưa? Còn mình ở đó, cái khu đường đó, cái đường đó, trục đường đoàn lộ đang lội vô đó. Còn bên đây là những cái khối đá nè, khối đá bên Lan Thiên nè. Đó. Bên này nè. Ở phía sau mình. Trở lại phía bên đây. Đây. Đây nắng chiều rồi. Nắng chiều thì mình quay gì để ngược nắng, chui nắng nè. Đó. Đi bọc qua đây. Đẹp, đẹp chưa? Quá sức đẹp luôn. Đó là rừng cây rồi, bên kia cũng có đá nữa kìa, mà không có như quần thể đẹp như bên này. Nè, ở đây là có những tầng đá này. Cái đây là kêu là cây tầm bá nha quý vị, một cây mà hai loại lá nè, nè tầm bá nè, đó, rõ ràng chưa? Một chung trên một phân cây mà nó hai loại lá. Nè, một gốc đi ra. Mà trong sấm giảng thầy nó người tu cội bá tòng. Ai cũng quý cũng trông cũng nhìn nè. Đó quý vị thấy rõ là gàng là có một gốc mà hai thân lá. Hai loại lá thấy chưa? Rồi, mình đi chạy qua bên đây. Đây. Đó.
rất là đẹp luôn. Đây là cái giống như cái gần đá đĩa ở vùng ngoài nè. hai cái lớp đá như là cái đĩa mà nó xếp với nhau nè, sát cái chân luôn rồi nè. Đây, bên này nữa nè, đẹp ghê chưa, chị Hồng. Đó rồi, mình băng qua bên đây. Đây quý vị, trùng trùng điệp điệp luôn không, đỏ chiếc tên nữa rồi, còn nữa không. Ừ, đẹp quá. Không có lên đâu, lên nó xuống mất thời gian. Còn đi tiếp thôi, đoạn ở xa phía kia đó. Đây, đây, đẹp ghê chưa. Cái trụ đá này mình có ghi hình, còn bây giờ mình ghi hình lại. Khu này thì đá thì nhiều, cây cối thì rất ít gì, chỉ có mà cái khe hở nó cây nó mới lên thôi. Đây quý vị thấy đẹp chưa? Oh, quá đẹp luôn. Đây cái chân phía dưới nè, là một sải tay của mình á. Thấy vậy chứ lớn lắm. Bề ngang á thì có khoảng 6 tấc. Nó cao nó dầu lên trên nè. Đó, đẹp chưa. Để mình đuôi qua đây. Bây giờ mặt trời chiếu về đằng tay rồi, 1 giờ rồi đó, mấy cây trên đó nó khô hết trơn rồi, vậy chứ nữa nó sống, có mưa cây nó sống lại. Đây, rất là đẹp cái gì, giống mỏ két luôn. Mình lấy xa cái gì để cái hình nó đẹp đi, để dưới ra. Rồi thôi mình đi đây rồi. Đây cận cảnh đá đó, mình gọi cái máy mình nó ngược ngay trong mặt trời, mình gọi mặt trời rồi đó, ngược sáng rồi đó. Rồi mình chạy ra mình đi xung quanh khu này. À, đó, mình đi phía trước á, giờ chạy về thôi. Cô bởi đá văng 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 luôn. Rất là đẹp luôn. Vậy mình lên cái gần đá này, coi mình qua kia mình xuống được không. Đây, gần đá rất đẹp luôn. Quá sức rồi. Dân dân. Rồi, đi xuống. Mấy bạn hú mình nè.
kia nữa kìa. Đó, phía sau lưng mình đó. Nguyên cái thành phố đá luôn. Quá sức luôn. Đây nữa. Đó. Lần trước mình lại đây thì cũng bị mây che án trời. Lần này cũng vậy luôn, thành ra hình ảnh đá nó cũng không có rõ không. Đó, mây trời che luôn. Rồi, mình kia chết ra. Bây giờ cái rừng liễu trúc. Mình đi rẹo đó là mình đi trong liễu trúc á. Nè, cái liễu trúc nó giống như cây thăng vậy đó. Đây là cát trắng. Đây cả lá mòn. Đoàn đi túc trước luôn. Đây lượng mòn của mọi người đi nha. Rồi, đoàn đi văng văng phía trước rồi. Đó, đi xung quanh mấy cái đá. Đó, cái đuôi rất là xa. Bên đây là có nguyên dãy đá nữa nè. Nhiều đá lắm bây giờ. Biết sao lưng mình vừa đi qua đó. Không phải là thôi đâu, qua chỗ cái đồi này là bên kia nó còn văng văng nguyên một cái dãy mà đá dữ dội, đá lắm, nhiều lắm. Đây cây nắp ấm rồi, nắp ấm mở ra gì là chung côn trùng nó vào hết rồi, kiến giờ kia nó vô nó hút mấy cái nước này nè, côn trùng uống được mà mình uống được. Gần đá nè, này gần đá nè, thấy không? Sự phối mòn của nước. Quá đẹp đi. Đẹp luôn.
và mình tiếp tục đi lộ đường tắt luôn. À, vậy là mình vô tới đó là mình qua chỗ cái suối rồi đó. Mà nó ngay nước suối chắc cũng cạn rồi. Chưa xung quanh không rất lớn ha, quá sức tưởng tượng luôn. Tàu bá nè, đây cái nắp ấm nè, chưa con liệt chưa đẹp chưa. Đẹp vô cùng luôn. Rồi tiếp tục mình đi theo đoàn mình. Mình qua cái khu này nha. Hà qua khu rừng này là đầu mình tới cái khu của Lăng Thiên. Mấy cái khô rang hết. Lúc trước mình đi thì khu này cũng còn xanh đó. Vì đợt này nắng hạn nhiều quá nè. Quá trời khô luôn. Khô rang khô khóc hết rồi. Đó, quay xung quanh cho quý vị xem nè nha. Tầm bán ở đây là quý nhất là những cái cây này nè. Cây dưới này ở phía dưới mình là không có, còn mấy kia thì thiếu gì, lan rồi thiếu gì. Đó, dáng cây quý vị thấy đẹp chưa, rất đẹp luôn. Thấy chưa, đẹp lục lên không. Diễn thành ra nó hơi gió, nó kia gió nó đi ngang, nó kia vù đẹp lắm, quá đẹp.
những cây nữa nè. Đây cái nắp ấm nè quý vị. Nó mở nắp đây này, côn trùng nó vào. Không có nước uống được. Không uống được. Nó chừng nào mà khi nào mà nó đậy cái nắp lại mình mới uống được, còn nó mở nắp ra là không uống được. Nè, xung quanh có gì thấy nè, đẹp lung linh luôn. Nè, mấy cái cây liễu trúc á, cái liễu trúc nó bé. Bây giờ mình đi tiếp tục nha, ăn bánh miếng có bụng nữa, ăn bánh cốm quý vị. Ổi quý vị ơi, còn chắc đây nghỉ mát rồi đó, bây giờ mình ăn bánh cốm với ổi. Đó, đàn mình đang nghỉ rồi. Tay chơi trụi lá luôn. Đẹp không? Dùng linh, dùng linh. Này cây con. Rồi. Mình ở đây mình nghỉ một chút. Ở đoàn đi, mình đi tiếp tục. Rồi, bây giờ mình theo cái đoàn mình mới về. Tiếp tục. Băng qua con suối và tiếp tục đi. Đó, những cái khu này quý vị thấy không, cái dân dân rất là nhiều luôn. Tiếp tục đi xuống. Đây, có cái mòn. Cái mòn có đoạn đi nè.
Ê, cái lối mòn đoàn đang đi xuống đây. Đây, mình xem một vòng cho quý vị xem nha. À, phía sau mình đó. Tiếp tục đi nè. Đi băng qua bên kia rồi đó. Đang phóng xuống rồi gần không? Gần. Xuống luôn. Đó. Cái khu này là cái khu phía đằng Tây. Rất là đẹp luôn. Quá sức đẹp luôn. Đó, đâu mình chỉ lăng chân bển. Mình trở lại khu này kìa. Thì gần đá nè. Thấy chưa? Đẹp mây hồng. Quá sức đẹp luôn. Quá chắc chồng chắc chồng. Đó, mình lại đây mình nghe cái tiếng cái gió rít nó qua cái khe của cái cây này nè, rất gieo gieo gieo, cây giống như lá thuộc bài không. Quá đẹp, bây giờ mình lên cái gần đá này nha. Lên cái cây vô cũng đẹp luôn. Đá quá sức đá trùng trùng điệp điệp. Đây nè quý vị. Đó, đoàn mình đang đó đang quý vị đang chụp hình đó. Đó, bây giờ nè, đẹp chưa? Nguyên một cái vùng đá này trùng trùng điệp điệp luôn nè. Đó, mình lên một vòng cho quý vị xem nha. Và mình đi xuống bây giờ. Đoàn trước đang chụp hình. Rồi, giờ mình trở lại đẳng. Thank you.
mình đang chụp hình thôi. Đó mọi người đang đó chụp hình nguyên một đoàn luôn. Thấy thì có nhảy gõ cho Quỳnh, nãy giờ Quỳnh ở đâu hả? Đó, thấy mà, thấy đoàn mình đi mà. Có quay cái thầy có nhảy này không? Hả? Nãy giờ có quay thầy có nhảy gõ chưa? Chưa, chưa, đang quay bên cái... Đây nè, quay chỉ cho quay nè. Đây là chỉ cho cái người quay. Đây là thêm bắt nhã. Ở đây là đầu gồng. Rồi, rồi, mình xuống đi quý vị ơi. Xuống bớt đi. Bây giờ né qua bên để chụp cho cô này luôn đi. Mình dính nhiều người cũng đâu có sao đâu, cởi nón đi. Rồi ai chụp thì mà ở đây chụp con bên cho chụp đi rồi. Rồi đi đây.